Sốc, nam em tiết lộ đã làm mẹ nhưng không đủ sức bảo vệ được con. Sau khi trải qua loạt lùm xùm, nam em mới đây bất ngờ đăng tải dòng trạng thái về việc đã không bảo vệ được con của mình. Cô đăng tải hình tranh vẽ gia đình ba người và lời tâm sự đau lòng. Minh Trí của mẹ bình an nhé, ba mẹ không bảo vệ được cho con. Hy vọng những ngày tháng sau này cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với mẹ. Xin lỗi vì đã không đủ sức bảo vệ cho con, thiên thần của mẹ. Dòng trạng thái của nam em khiến cộng đồng mạng hoang mang, nhất là khi cô đề cập tới một em bé tên Minh Trí và nói rằng mình không đủ sức bảo vệ con, trong khi trước đó người đẹp chưa bao giờ đề cập đến chuyện mang thai. Hiện tại, nghi vấn nam em từng có con đang được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, thực hư ra sao chính chủ vẫn chưa thông báo rõ ràng. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện mà nam em chia sẻ, cho rằng đây có thể tiếp tục là một chiêu trò gây sự chú ý của cô. Trước đó, nam em liên tiếp đăng đàn những câu chuyện drama, lôi tên nhiều người không liên quan vào câu chuyện của mình khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao nhưng không đưa ra được bằng chứng nào xác thực. Vào tháng 11 năm 2023, nam em chính thức thông báo lịch tổ chức lễ đính hôn với bạn trai, đồng thời công khai danh tính nửa kia trước truyền thông và khán giả. Khi đó, mạng xã hội cũng xuất hiện một số nghi vấn nam em đang mang thai con đầu lòng, nhưng cô nhanh chóng đính chính. Tôi có bầu đâu mà fan tặng một thùng sữa cho bà bầu vậy nè, rồi ai uống, mà còn gửi cho người nhận là Bùi Hữu Cường, lại mấy ông mấy bà à. Bạn trai đại gia đưa nam em về quê Hải Phòng ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Cách đây ít ngày, nam em nhận nhiều sự chú ý khi bất ngờ cập nhật trạng thái đang hẹn hò trên Facebook cá nhân. Dưới bài đăng này, nhiều người yêu mến nam em chúc mừng cô đã tìm được người kề cận yêu thương. Có người còn bày tỏ sự xúc động vui mừng khi thấy nam em hạnh phúc sau nhiều lần tổn thương trong tình cảm. Đầu tháng 12, người đẹp nam em rạng rỡ được bạn trai lái xe đưa về Hải Phòng. Vừa để tham quan sẵn dịp ra mắt bố mẹ chồng tương lai, nam em cho biết đây là lần đầu tiên cô được ra miền Bắc. Thời tiết mùa này khá dễ chịu nên cô diện sắm bi trắng và quần jean, không quá bó sát để lịch sự nhất trong ngày ra mắt người yêu. Buổi ra mắt nhà bạn trai diễn ra rất đúng mong muốn, bố mẹ và hai em của bạn trai đều rất thân tình đối với cô. Không chỉ vậy, nam em còn được hai bác trao món quà khủng là một bộ trang sức kim cương trị giá 5 tỷ đồng. Trao đổi với phóng viên Dân Trí chiều ngày 6 tháng 12, quản lý của nam em xác nhận thông tin người đẹp đang hẹn hò. Bạn trai của cô tên Cường đang kinh doanh ở lĩnh vực phong thủy. Tính đến đây, người đẹp 9X và bạn trai đã yêu nhau được 7 tháng. Bạn trai của nam em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng đi công tác ở các tỉnh phía Bắc. Khi công tác, có lúc anh ấy sẽ đưa nam em đi cùng, hai người thường xuyên ở cạnh nhau, quản lý nam em chia sẻ. Bạn trai của nam em cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh của cô trên Facebook cá nhân, đồng thời dành cho cô nhiều lời lẽ ngọt ngào, yêu thương. Anh tiết lộ rằng mình và nam em từng trải qua không ít lần giận hờn, cãi vã nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau. Bạn trai người đẹp sinh năm 1996 khẳng định sẽ luôn bên cạnh chở che cho cô để có được một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Trước đó, cặp đôi tiết lộ có nhiều lần tranh luận giận hờn. Tuy nhiên, chứng kiến bạn gái vượt qua sóng gió, bạn trai nam em càng muốn gắn bó với cô. Anh bày tỏ, hiện tại công việc của tôi bận rộn nhưng phải giao cho học trò để đồng hành cùng cô ấy. Khi nào nam em cảm thấy việc cống hiến cho nghệ thuật không còn ý nghĩa nữa, tôi sẽ lo cho cô ấy. Một danh phận hào quang ở một lĩnh vực khác. Tôi mong người hâm mộ để cô ấy được cống hiến và cháy hết mình vì nghệ thuật. Hậu công khai chuyện tình cảm, đời tư của bạn trai nam em trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện những thông tin nửa kia của nam em từng có hai vợ, ba con và quá khứ ồn ào. Netizen bàn tán trôn trả và có nhiều ý kiến trái chiều trước chuyện tình cảm của nam em. Nam em bất ngờ lộ nhan sắc xuống cấp sau loạt ồn ào, già nhanh đến mức fan ruột không thể nhận ra. Những ngày qua, nam em là cái tên được khán giả quan tâm sau khi công khai chồng sắp cưới. Tuy nhiên, sau màn công khai, ồn ào đã liên tiếp đến với nam em và chồng sắp cưới, khiến cô phải ẩn toàn bộ thông tin hình ảnh về người đàn ông của mình. Gần đây, nam em khiến nhiều netizen bất ngờ khi cho biết bạn trai ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu. Cô còn cho rằng có người đứng sau bày trò và quyết tâm làm tới cùng để đòi công bằng cho chồng sắp cưới. Mới đây nhất, nam em bất ngờ chia sẻ hình ảnh già nua trên TikTok khiến dân tình xôn xao. Theo đó, nam em khoe khuôn mặt dần lão hóa theo thời gian và đầy nếp nhăn. Hình ảnh của nam em khiến cộng đồng mạng bàn tán. Một số không rõ vì sao khuôn mặt cô lại lão hóa nhanh thế. Tuy nhiên, trên thực tế đây chỉ là màn đu trend TikTok của nam em, không hề có chuyện khuôn mặt của cô nàng bị thay đổi. Được biết đây là một trong những hiệu ứng mới cũng được nhiều sao Việt giới trẻ thay nhau thực hiện để xem bản thân ở nhiều năm về sau sẽ như thế nào. Vừa qua, sau khi trở thành nhân vật chính trong loạt ồn ào trên mạng xã hội, nam em tham gia trình diễn tại một chương trình thời trang ở thành phố Hồ Chí Minh, đi cùng cô là bạn trai. Khi ra về sau đêm diễn, cả hai nhận được sự quan tâm đặc biệt và được nhiều khán giả chụp ảnh cùng. Diện bộ váy đỏ rực, nam em nổi bật với vóc dáng cao thanh thoát và búi tóc để lộ gương mặt được trang điểm sắc sảo, hộ tống bạn gái đi diễn, chồng sắp cưới của nam em tận tình hỗ trợ cô chỉnh sửa trang phục. Cả hai có nhiều cử chỉ thân mật như liên tục nắm tay nhau, rồi khoác eo tình tứ trước mặt nhiều khán giả. Đây được xem là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của nam em sau ồn ào chồng sắp cưới phải nhập viện cấp cứu và truyền dịch. Trước đó, nam em bất ngờ thông báo bạn trai bị ngộ độc thực phẩm trong lúc đi du lịch cùng cô.
Thương anh, em sẽ tìm cho bằng được người đứng sau vụ này, nam em chia sẻ trên trang cá nhân. Vào ngày 1 tháng 12, nam em bất ngờ đăng tải bài cho biết bị một anti-fan chơi xấu hãm hại, gửi tặng đồ ăn nhưng chứa chất bẩn. Sau đó cô còn tố phía Bạch Công Khanh qua cầu rút ván. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại bày tỏ sự nghi ngờ về tính xác thực của thông tin này. Giữa năm 2023, nam em chia sẻ rằng cô đã tìm được một nửa của mình và còn nghiêm túc gọi là chồng, nhưng xin phép khán giả giữ bí mật về danh tính người đó để bảo vệ hạnh phúc riêng. Tháng 11, nam em khoe hình ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út, làm rộ nghi vấn cô đã nhận lời cầu hôn chuẩn bị lên xe hoa. Sau đó không lâu, người đàn ông bí mật của nam em chính thức lộ diện, cả hai xác nhận sẽ làm lễ đính hôn vào tháng 1 sang năm. Lần đầu xuất hiện công khai trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, vào ngày 25 tháng 11, nam em và chồng sắp cưới nắm tay, dành cho nhau những cử chỉ ân cần, chia sẻ câu chuyện tình yêu lãng mạn. Được biết, chồng sắp cưới của nam em đang làm kinh doanh lĩnh vực phong thủy, cả hai hẹn hò được 6 tháng trước khi chính thức công khai. Nam em mang thai đôi một trai một gái được bố mẹ chồng đại gia tặng G63 cực xịn. Mới đây trên trang cá nhân, người đẹp nam em đăng bài viết cảm ơn bố mẹ chồng đã yêu thương tặng riêng cho cô chiếc xế hộp cực sang trọng. Đó là Mercedes G63 bản full option trị giá gần 16 tỷ đồng. Nam em chia sẻ thêm lý do được món quà bất ngờ là do cô mang song thai một trai một gái. Được biết, nam em là người thứ ba sở hữu chiếc xế hộp G63 này chỉ sau Sơn Tùng MTP và ca sĩ Hiền Hồ. Sau những sóng gió tình cảm, cách đây chưa lâu, nam em xác nhận thông tin đang hạnh phúc trong mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, người đẹp gốc Tiền Giang giữ kín danh tính của bạn trai khiến khán giả không khỏi thắc mắc. Cho đến mới đây, nam em và bạn trai đã có lần đầu tiên xuất hiện sau khi xác nhận thông tin hẹn hò. Trong những khoảnh khắc được đăng tải, cả hai tươi cười rạng rỡ, chia sẻ trước ống kính máy quay trong buổi phỏng vấn cùng Sao Star. Vừa qua, nam em gây xôn xao khi đăng tải story hình ảnh đi cùng bạn trai vừa công khai. Cô ghi 21 trách hỏi, ai muốn bưng mâm nào tay đâu. Với thông tin trên, netizen cho rằng người đẹp Tiền Giang đang ẩn ý công bố sẽ sớm lên xe hoa với bạn trai. Cách đó vài ngày, nam em đã xác nhận hẹn hò với một tài khoản có tên PW trên Facebook. Thậm chí, cô còn đăng tải hình ảnh tình tứ với người yêu và khoe nhẫn kim cương to. Trên trang cá nhân của anh chàng cũng ghi tâm thư dài dành cho bạn gái. Anh không biết là quá khứ anh trải qua sóng gió bão tố ra sao, anh cũng đã biết quá khứ em đủ khổ rồi, anh lựa chọn im lặng âm thầm. Nhưng cái âm thầm im lặng đó có khi là động lực cho người ta tò mò đào bới nên anh quyết định sẽ công khai mọi thứ cùng em, đồng hành cùng em, người yêu nam em chia sẻ. Rầm rộ tin nhắn nam em xin tiền mẹ nuôi, nhanh chóng đổi thái độ khi bị ngăn cấm yêu chồng sắp cưới. Thời gian gần đây, nam em liên tục trở thành chủ đề chiếm sóng mạng xã hội vì những ồn ào xoay quanh người đẹp và chồng sắp cưới. Ngày 6 tháng 12, trong một diễn bàn bàn chuyện Lebit, netizen bất ngờ lan truyền tin nhắn được cho là nam em xin tiền một người mà cô gọi là mẹ. Theo nội dung trong ảnh, nam em mong đối phương cho cô tiền đi du lịch vì cảm thấy không ổn hay sửa lại nhà dưới quê để mỗi lần stress có nơi để xả. Mới đây, một tài khoản tự xưng là mẹ nuôi của nam em trong đoạn tin nhắn đã lên tiếng ngay phần bình luận bài đăng của cô. Người này cho biết mình là một giảng viên đại học chủ doanh nghiệp gần 50 tuổi, đã theo dõi và cảm mến nam em sau khi xem chương trình Vô Lăng Tình Yêu. Sau khi có cơ hội gặp trực tiếp nhờ sự giới thiệu của bạn bè, chính nam em là người ngỏ ý muốn được gọi người phụ nữ này là mẹ. Người này còn tiết lộ đã từng cho nam em tiền cũng như để cô vay mượn, còn khuyên bảo nam em nên suy nghĩ lại về quyết định kết hôn với đối tượng sắp cưới. Sau cùng, tài khoản này mong mọi ồn ào tiền nong với nam em được khép lại. Ngay sau đó, nam em để lại bình luận đáp trả, thừa nhận được người này cho một khoản tiền. Tôi không đến với bà ấy vì tiền, tôi thương bà ấy thật lòng, nhưng bây giờ tôi cũng đang trả giá cho việc nhận tiền của bà ấy. Mẹ này hơi lạ, mẹ thương con, mẹ muốn con đi làm nghệ thuật dưới sự kiểm soát chỉ đạo của mẹ, để mẹ thấy sướng, không đáp ứng được nhu cầu của mẹ thì mẹ nhảy tung trời lên. Nam em còn tiết lộ việc cô và người yêu công khai cũng vì nhân vật mẹ nuôi. Nhờ an ninh mạng điều tra lý lịch của bạn tôi, quậy tung trời lên, nên chúng tôi mới công khai chứ chúng tôi muốn bình yên. Ngày xưa lỡ cho nhiều tiền quá nên cay. Sau khi công khai chồng sắp cưới, nam em liên tục đối mặt nhiều thị phi trên mạng xã hội khi nửa kia bị đào chuyện quá khứ. Hiện tại, nam em vẫn nhất quyết bảo vệ bạn trai trước những bình luận tiêu cực nhắm đến cả hai. Puka Jin Tuấn Kiệt tay trong tay đi hưởng tuần trăng mật. Nam em bị ekip cũ một game show tố thẳng tính cách không giống ai, cộng đồng nghe một chi tiết phải nhăn mặt. Cái tên hoa khôi ca sĩ nam em những ngày qua có thể nói là đề tài hot được cư dân mạng tìm kiếm, hàng loạt drama liên quan nam em bị chia sẻ tràn lan. Một drama bắt đầu khi nam em chính thức công khai chồng sắp cưới. Mọi chuyện không có gì đáng nói khi vị hôn phu của cô bị cộng đồng mạng bóc trần quá khứ không trong sạch. Nhiều lời kêu gọi giải cứu nam em bắt đầu tràn lan, không nhẫn nhịn trước sự công kích, nam em quyết định lên tiếng bảo vệ chồng tương lai. Đánh thép đối đầu với cộng đồng mạng một mực khẳng định tình yêu của mình. Mới đây nam em còn vướng lùm xùm khi có lời tố bị anti-fan chơi xấu tặng cháo sò. Nhưng khi cô ăn thì biết có những thứ dơ bẩn. Người tình sân khấu của cô là Bạch Công Khanh cũng bị cô lôi vào cuộc khi cho rằng fan club của nam ca sĩ liên tục bày mưu hãm hại cô. Nam em còn tố Bạch Công Khanh là người trong cộng đồng LGBT. Loạt cử chỉ thân thiết đẩy thuyền với nhau trước kia chỉ là làm khán giả vui.
Giữa ồn ào sự việc, tối ngày 2 tháng 12, một bài đăng dài liên tục phốt nam em lại xuất hiện trên mạng xã hội. Người này được biết là người trong ekip cũ của game show Vô Lăng Tình Yêu mà nam em trước đó từng tham gia. Người này cho biết khi làm việc cùng nam em rồi mới biết cô gái này có tính cách không giống ai, có những hành động khó có thể chấp nhận. Viết trên trang cá nhân, nhân vật này chia sẻ: nhớ đâu đó show lên tập 7 tập 8 rồi, thì người chơi có xin thêm hình để post fanpage ngoài những ảnh ekip gửi hàng tuần. Tôi bảo mọi người lấy link thô hành trình nhé, vì ekip đang đi company trip, không ai lọc. Xong tôi gửi link drive hình hậu trường thô để các bạn dùng, mọi người vui vẻ bông đùa nhau trong group. Thì đùng một phát sét đánh ngang tai, 10 phút sau các group sếp lớn đùng đùng nổi giận. Chị giám đốc luôn ưu ái bạn nổi báo lên là đã làm gì mà nam em buồn lắm, gọi và nói ekip xúc phạm bạn, phải nhập viện rồi. Tôi kêu ủa là sao, là gửi hình là xúc phạm, chưa hiểu. Sau đó hỏi ra mới biết trên hành trình có cảnh đút kem bạn nam khác ăn bằng miệng. Thử thách là bạn nam mế bạn nữ đút kem lạnh cho bạn nam ăn giữa trời Đà Lạt. Nếu các cặp khác đút bằng tay thì nam em đút bằng miệng. Ăn xong thề ra bắt bạn nam ăn, ekip quyết định cắt ngắn phần đó. Mà linh hình đã xóa hết mấy tấm phản cảm, giữ lại những thứ có trên sóng thôi. Bài đăng của nhân vật này nhanh chóng gây xôn xao cõi mạng. Người đọc khi xem được bài tố đều phải đồng loạt nhân mặt trước tính cách không giống ai và có phần hơi dị hợm này của nam em. Tuy nhiên đây cũng chỉ là lời nói chủ quan từ phía người trong ekip, câu chuyện vẫn chưa hoàn toàn có tính xác thực và đúng 100%. Hiện các fan của nam em mong người đẹp thời gian này nên giữ thái độ im lặng nhằm xoa dịu dư luận, bởi mọi phát ngôn trong thời điểm này rất dễ trở nên nhạy cảm, ảnh hưởng nặng đến tâm lý của cô.